Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường đang là những đòi hỏi cấp thiết của ngành nông nghiệp, không chỉ giúp cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn, làm tốt hai vấn đề này được xem là giải pháp để hướng đến xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản nước ta trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Trong chương trình nông nghiệp bền vững với chủ đề Cùng nông dân bảo vệ môi trường phát hành kỳ tháng 8 này, chúng tôi xin giới thiệu một số giải pháp nhằm giải quyết tốt giữa vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản mà các tỉnh thành phía Nam thực hiện qua 3 giai đoạn triển khai chương trình Cùng nông dân bảo vệ môi trường. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Từ năm 1992, ngành bảo vệ thực vật đã thực hiện nhiều chương trình để giảm lượng hóa chất sử dụng trong trồng trọt, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng IBM, chương trình không phun thuốc trừ sâu sớm ở giai đoạn 40 ngày sau gieo xạ mà lượng hóa chất sử dụng trên cây lúa đã được giảm đến mức tối thiểu. Đến cuối những năm 1990, lượng thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam phải nhập khẩu hàng năm chỉ từ 20 đến 40 triệu đô la. Từ năm 2000, để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, nông dân đã đẩy mạnh sản xuất các giống lúa chất lượng cao, đưa đến cơ cấu giống lúa sản xuất có sự thay đổi lớn. Đáng chú ý là các giống lúa này đều nhiễm những đối tượng dịch hại quan trọng như bệnh trái lá, đạo ôn, rầy nâu. Đỉnh điểm là dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn lườn xanh lá ở các tỉnh phía Nam trong năm 2006, làm nước ta phải tạm ngưng xuất khẩu một vài vụ sau đó. Thực trạng này dẫn đến hệ quả là lượng thuốc hóa học để bảo vệ thực vật được nhập khẩu và sử dụng tăng mạnh. Đến năm 2008, nước ta phải nhập khẩu hơn 150 triệu đô la thuốc bảo vệ thực vật, gấp 3 đến 4 lần so với 10 năm trước đó. Việt Nam đứng vào hàng các nước có giá trị nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Một trong những sai lầm nguy hiểm là đã có rất nhiều nông dân tin rằng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sẽ làm tăng năng suất lúa, trong khi thực tế đây chỉ là một trong những giải pháp bảo vệ thành quả lao động của bà con trong sản xuất lúa. Việc sử dụng phân bón hóa học trên lúa tuy có mang lại nhiều hiệu quả nhưng cũng đã bộc lộ không ít hạn chế. Nhiều bà con nông dân có quan niệm sai lầm là càng bón nhiều phân thì lúa càng cho năng suất cao, đặc biệt là phân đạm. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Ruộng càng bón nhiều phân đạm thì bệnh hại và côn trùng càng bộc phát mạnh. Khi đó phải sử dụng nhiều thuốc hóa học, dẫn đến dịch hại kháng thuốc, hiệu quả sản xuất giảm sút, trong khi môi trường bị ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Từ thực trạng trên, đòi hỏi cần phải có những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi quan điểm, kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân theo hướng hạn chế hóa chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn. Chương trình Cùng nông dân bảo vệ môi trường được Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang và Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh thành phía Nam thực hiện là một hướng đi cụ thể cho vấn đề này. Trải qua 3 cái giai đoạn thì cái chương trình này có ý nghĩa rất là thiết thực. Trước hết ấy là chương trình này đã góp phần nâng cao nhận thức của nông dân và các địa phương trong cái việc là ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật làm thế nào mà hạn chế sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật độc hại để mà bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên địch có ích và qua đấy thì sẽ giảm được cái chi phí sản xuất, tăng cái hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh nông sản của nông dân. Thì ở rất nhiều địa phương các cái chương trình như phải là ba giảm ba tăng, thế rồi một phải năm giảm, rồi chương trình về công nghệ sinh thái thì đã được coi như là nhân rộng ở rất nhiều địa phương và góp phần rất là thiết thực trong cái việc là giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm cái lượng giống, giảm cái lượng phân bón và tăng cái hiệu quả sản xuất ở cái khu vực của Nam Bộ, kể cả Đông Nam Bộ và kể cả đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cánh đồng lúa sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap của tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp Tân Tiến ở xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Dù vụ hè thu gặp rất nhiều khó khăn do nắng nóng, thiếu nước tưới, nhưng bà con trong tổ hợp tác vẫn duy trì được một thảm thực vật đầy mật và phấn hoa để thu hút các loại côn trùng có ích đến ruộng lúa. Ngoài tạo vẻ mỹ quan cho nông dân, thì hiệu quả về mặt kinh tế và môi trường chính là yếu tố then chốt thúc đẩy bà con nơi đây tích cực ứng dụng chương trình công nghệ sinh thái vào sản xuất. Để đạt chuẩn Global Gap, hơn 30 hectare lúa ở đây phải đạt trên 100 tiêu chí theo quy định. Trong đó, vấn đề an toàn dư lượng hóa chất, thu gom xử lý rác thải, bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Đây cũng chính là mục tiêu mà chương trình Cùng nông dân bảo vệ môi trường đang hướng đến. Chính vì vậy, khi chương trình Cùng nông dân bảo vệ môi trường được triển khai, bà con trong tổ hợp tác hưởng ứng rất tích cực.
Các giải pháp kỹ thuật được chuyển giao là yếu tố giúp bà con thực hiện tốt các tiêu chí theo chương trình Global Gap. Từ đó, tạo ra được sự khác biệt về mặt giá trị của hạt lúa trong tổ hợp tác so với sản xuất thông thường. Ngoài hỗ trợ toàn bộ chi phí chứng nhận Global Gap, doanh nghiệp bao tiêu còn mua sản phẩm cao hơn thị trường 10%, nên lợi nhuận ở mỗi vụ sản xuất cũng được tăng lên. Nói chung cái yếu tố khó khăn thì nó chỉ gặp trời nắng thôi, là cái khâu chăm sóc nó hơi khó, cái mùa nắng thì tưới nó cực. Còn duy trì được cái mô hình này thì hình như tất cả bà con ở đây đã từng làm và thấy cái hiệu quả của công nghệ sinh thái. Từ chỗ đó trong cái tổ hợp tác bà con dứt khoát phải duy trì. Thì vấn đề về bảo vệ môi trường á, thì mình phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, tất cả vỏ bao bì mình gom về nơi chứa chứ không quăng bừa bãi xuống sông. Để chi? Để làm hạn chế ô nhiễm môi trường và đồng thời là bảo vệ được cái sức khỏe của con người và cộng đồng. Phải làm sao cho bà con nông dân hiểu được cái lợi ích của việc bảo vệ môi trường. Trước mắt là của bản thân cho bà con nông dân, rồi sau đó mới tới cộng đồng xã hội. Thì khi mà bà con nông dân đã hiểu được cái sự lợi ích này thì người ta sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Cái thứ hai đó là phải có sự là tham gia của tất cả mọi người chứ không nói là của nông dân, thì cũng các ngành các cấp quan tâm, thì khi đó thì cái công việc bảo vệ môi trường nó sẽ được thuận lợi. Để đánh giá hiệu quả của chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường qua 3 giai đoạn triển khai, ban điều hành đã thực hiện một khảo sát phân tích số liệu từ 2 nhóm nông dân trong và ngoài mô hình với quy mô mỗi nhóm gồm 475 hộ nông dân. Kết quả cho thấy quan điểm quản lý dịch hại, quan điểm về công nghệ sinh thái, bảo vệ môi trường, chỉ số niềm tin vào việc giảm sử dụng thuốc hóa học của bà con tham gia mô hình đều có sự khác biệt theo hướng tích cực hơn những nông dân ngoài mô hình. Đặc biệt, nhiều địa phương còn có những hướng phát triển, mở rộng chương trình theo điều kiện thực tế. Nổi bật như Chi cục Bảo vệ thực vật thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ toàn bộ kinh phí thu gom, tiêu hủy trên 20 tấn bao bì rác thải và 1 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Tỉnh Bình Dương, Bình Phước đã có dự án bảo vệ môi trường riêng từ nguồn kinh phí của tỉnh. Một số địa phương như An Giang, Đồng Nai còn mở rộng ứng dụng chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường trên rau màu, cây ăn trái. Địa bàn Bình Dương mình nó kết hợp với lại cái dự án xây mô hình xây dựng thu gom rác thải thuốc bảo vệ vật sau khi sử dụng bảo đảm vệ sinh an toàn môi trường, thì cái dự án của Bình Dương đã được triển khai từ năm 2014 cho đến 2016. Thì cái dự án này đã được triển khai ở các xã xây dựng nông thôn mới, thì cùng kết hợp với lại chương trình này thì cái dự án của chúng tôi đã được triển khai tương đối thuận lợi hơn. Do trước đây chúng tôi có làm cái chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường rồi, cho nên khi bị dự án triển khai xây dựng các hố thu gom rác thải và cái nhà mà thu gom á, thì tương đối thuận lợi, và đặc biệt là các xã xây dựng nông thôn mới á, thì kết hợp với chương trình này thì để đạt được cái tiêu chí 17 của xây dựng nông thôn mới á, thì chương trình này rất thuận lợi và được các chính quyền địa phương ủng hộ hết sức là nhiệt tình. Chúng tôi cũng đã mở rộng ra cái ngoài cây lúa thì trên cây rau, rau màu, đặc biệt là hai cái vùng rau màu quan trọng của Chợ Mới, Long Xuyên và cái huyện Châu Phú. Thì đối với rau màu thì chúng tôi cũng đặt vấn đề là an toàn là trên hết. Do đó mà chúng tôi cũng ngoài cái vấn đề mà sử dụng thuốc theo 4 đúng, theo cái quy trình canh tác mà Chi cục Bảo vệ cũng đã hướng dẫn, thì chúng tôi đã thử nghiệm hai cái mô hình công nghệ sinh thái trên hai vùng khác nhau ở Long Xuyên và ở Bình Thủy của Châu Phú. Thì qua tổng kết thì chúng tôi thấy rằng ở đây nó đạt được cái hiệu quả là bà con thật sự có giảm được cái lần thuốc phun và sử dụng các cái loại thuốc mà theo hướng dẫn, là đảm bảo được cái an toàn khi mà người nông dân sử dụng rau ăn lá và các loại màu trên này. Tỉnh Đồng Nai thì là một cái tỉnh mà cây ăn trái cũng khá nhiều. Ngoài cây bưởi còn cây xoài, cây chôm chôm, cây sầu riêng, cây măng cụt là những cây có giá trị kinh tế rất cao. Thì chúng tôi sẽ từng bước đề xuất với kết hợp với các chính quyền địa phương vận động bà con nông dân triển khai tiếp tục cái nhân rộng các cái mô hình trên cây ăn trái. Và bằng những cái kế hoạch cụ thể hàng năm cũng như là phối hợp các địa phương và đề nghị các địa phương, và hiện nay thì về phía các địa phương, nhất là các xã mà nông thôn mới hoặc huyện nông thôn mới, thì đã triển khai các cái chương trình này, nghĩa là đã chủ động xây dựng các cái bể chứa rác thải bảo vệ thực vật và để rải khắp trong các cái khu vực.
Bên cạnh nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con nông dân trong mô hình, những lợi ích trước mắt và lâu dài của chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường còn tạo ra được hiệu ứng tích cực của xã hội về ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, ngành tài nguyên môi trường ở các địa phương đã quan tâm nhiều hơn đến công tác thu gom, xử lý rác thải từ bao bì, chai lọ nông dược. Những dòng sản phẩm ít tổn hại môi trường, các loại thuốc sinh học, chất kích kháng đang được đẩy mạnh, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp vừa kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, vừa tham gia xuất khẩu lúa gạo, thì đây còn được xem là hướng đi để thiết lập chuỗi giá trị lúa gạo, xây dựng thương hiệu, tạo uy tín với bà con nông dân cũng như khách hàng tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi phải có trách nhiệm thay đổi cái hành vi và nhận thức của cái người tiêu dùng. Bởi vì hiện nay là cái cầu nó cái cung nó đã vượt cái cầu, nó làm cho cái lượng mà người sử dụng thuốc đó là không cần thiết, ảnh hưởng tới cái môi sinh và môi trường của cuộc sống, đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng luôn cả cái nông sản. Vì vậy mà ngoài cái việc mà giảm thì công ty còn phải nghiên cứu các cái sản phẩm sinh học, vi sinh hữu cơ để đưa vào thay thế các sản phẩm độc hại này. Khi chúng ta giải quyết được vấn đề môi trường mà trong cái chuỗi sản xuất lúa gạo hay là chuỗi sản xuất cây ăn trái sau này đó, thì chúng ta làm như thế thì mới xây dựng được cái thương hiệu, tiêu thụ nông sản được tốt hơn thì cái hiệu quả kinh tế cho người nông dân, cho bà con nông dân nó cao hơn. Đó chính là cái sức mua, mà là sức khỏe là cái điều kiện tồn tại và phát triển công ty. Không quan tâm đến sức mua của người dân, không quan tâm tới lợi ích của người dân thì coi như tự mình làm yếu đi mình. Bởi vì sức mua của người nông dân chính là nó cái sức khỏe của các cái doanh nghiệp. Thứ nhất ấy, là vẫn tiếp tục là nhân rộng những các cái mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả cao ở các địa phương. Thứ hai là nâng cao cái nhận thức về vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, làm thế nào đảm bảo chất lượng và bảo vệ môi trường cho cả cộng đồng, các doanh nghiệp, cho cả các cán bộ các địa phương và cho bà con nông dân. Và thứ ba nữa ấy, là các cơ quan quản lý nhà nước, kể cả ở trung ương và địa phương, sẽ cùng phối hợp với nhau để xây dựng những các cái cơ sở pháp lý, các cái văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn cho nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở các địa phương, đáp ứng yêu cầu của bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Từ những hiệu quả mang lại, chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục được Cục Bảo vệ thực vật đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. Muốn thiết lập chương trình bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp một cách đồng bộ, cần có sự tham gia có hiệu quả từ chính phủ đến các bộ ngành địa phương và bà con nông dân. Chỉ nâng cao ý thức thôi thì chưa đủ, ngành chức năng cần phải có những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn. Kính thưa quý khán giả và bà con, nhằm giúp bà con nông dân tìm hiểu những kiến thức xung quanh vấn đề bảo vệ môi trường trong canh tác sản xuất nông nghiệp, trong mỗi chương trình nông nghiệp bền vững với chủ đề cùng nông dân bảo vệ môi trường, chúng tôi sẽ có một câu hỏi giao lưu với khán giả chương trình. Câu hỏi kỳ này có nội dung như sau. Theo quan điểm khoa học, thuốc bảo vệ thực vật có làm tăng năng suất cây trồng hay không? A. Có. B. Không. Mời quý khán giả hãy chọn một trong hai đáp án trên và dự đoán có bao nhiêu người sẽ có cùng ý kiến với mình. Đáp án xin gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, số 23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long Xuyên, An Giang. Hạn chót gửi nhận thư là ngày 25 tháng 8 năm 2015, tính theo dấu bưu điện. Vì khán giả nào có đáp án chính xác và dự đoán số người có cùng ý kiến với mình gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà lưu niệm có giá trị của chương trình. Đến đây thì chương trình Nông nghiệp bền vững với chủ đề Cùng nông dân bảo vệ môi trường phát hình kỳ tháng 8 năm 2015 xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.